Cả nhà nhìn nè, hôm nay máy lại đồ ra học sách nữa nè cả nhà. Tự mang cuốn sách ra ngồi học á cả nhà. Three, four, five. Cả nhà thấy người ta giỏi không? Six, seven, eight, nine, đúng rồi. Ten, ten, good boy. Rồi sao nữa cơ? Tiếp à? Cái đó là vớ. Oh, six, đúng rồi, six, seven, eight, ten, giỏi quá. Oh, ba về kìa, ba về. Mở cửa ba nha. Yeah, đi mở cửa. Hey. Daddy's home. Two, đúng rồi. Mừng ba xong cái em game học tiếp cả nhà. Three. Ba có gì cho con kìa? Four. Banana, đúng rồi, trái chuối. They don't sell condensed milk there. They only sell coconut condensed milk. Oh, so they didn't have condensed milk. Oh, Daddy bought something for Elwood. That's for you. Rồi, đem qua đây ăn đi con. Đây, Hiền dặn ổng mua hộp phúc bồn tử. He say yummy. Yummy. Con nói yummy. Cái đây yummy là ngon. How much is it? Five bucks? Oh, I don't even know. Yeah, hộp gì 5 đô cả nhà. Đây em thích ăn món này lắm cho nên Hiền dặn ông xã mua cho Elwood hộp. You're a lucky boy, aren't you? Huh? Immediately he say yummy, yummy. Lucky boy. Yummy? Rồi con ăn nha. Look out for that crocodile. Yeah, you watch him. Ôi dưới có con cá sấu á hả? Đúng rồi, ba em nói có con cá sấu dưới cái hồ á. Có nghĩa là em bé không có được xuống dưới, cá sấu nó sẽ cắn á cả nhà. Ôi sợ quá cả nhà ơi, sợ quá. À, trời quá. Ôi trời ơi, mẹ sợ lắm. Ừ, rồi con ăn đi. Em bé cá sấu ăn đi, em bé cá sấu. Tại hôm nay Hiền chuẩn bị ra để thu hoạch. Sẵn khúc đầu cái quay cho cả nhà coi tiếp em ngồi học. Hôm nay em thích ngồi học lắm. Có thể sẽ mua thêm sách cho em á. I think he need more book to learn. Yeah, more of advanced book than numbers and those things. He want to learn more. Like words? Words, yeah. He want to learn words too. Đây cả nhà ơi, trái bùn tử nè. Điền thử nha. Con muốn đi học không? Dạ. Yeah? Mm. Ngon quá. Ngon không? Yummy? À. Ông Chris ông chuẩn bị ăn thực đơn kiêng cả nhà ơi. Có nghĩa là từ nay ông sẽ không ăn tối. Ông ăn tới 1 giờ rưỡi trưa là ông ngừng rồi đó. Ông bắt đầu thực đơn ăn kiêng của ông. Cho nên mai mốt mà quay ăn thì chắc là ông sẽ chỉ ngồi chơi thôi. Còn Hiền với Elwood mới ăn á cả nhà. One. Ngày nào em cũng cho cô chú coi cây chuối đó. Chị nói quá. Không có cho cô chú thấy cây chuối đó hả? Con chỉ biết bao nhiêu lần rồi. Ừ, banana là cây chuối, trái chuối đó cả nhà. Bye bye. Bye con. Em mang đồ với ba em đi vô cái thùng rác cả nhà. Đây cả nhà ơi, hôm trước á Hiền có trồng cái cây này là cái cây cà trái vàng mà họ nói là ngọt có cả nhà. Thì hôm rày Hiền thấy cái cây này nó ít bị tấn công bởi sâu, nhưng mà hồi tối khi mà Hiền ra thăm vườn thì Hiền vẫn thấy một con sâu nha. Xong rồi á, cái Hiền thấy cái cây này nó phát triển theo kiểu là nó đi thẳng chứ nó không có ra những cái nhánh xung quanh nhiều. Thì ở đây cả nhà có thể thấy nó bắt đầu ra mấy trái rồi nè, một trái, hai trái đây nè. Như cái vàng cà này là cà giống trái to cả nhà, chứ không phải cà trái nhỏ là cà cherry.
Rồi ở bên đây nè cả nhà, là cái cây cà này là cà cà giống của giống đen, cà đen của Nga, hiện trồng từ năm ngoái á, mà năm nay á, thì hiện thấy nó tự lên lại, nó vẫn còn sống mà nó lên lại hết cả nhà. Cái giờ nó ra bốn trái mà hiện thấy hổm rài cái trái này nè là bị sâu tấn công quá trời luôn cả nhà ơi. Cái con sâu nó cứ lại tấn công đúng một chỗ này nè cả nhà, nhìn thấy không, đây một cái lỗ ở đây nè, hổm rài là bị hả biết bao nhiêu con lại tấn công đúng một cái chỗ này luôn nè, giống như nó thích cà này hay sao, có thể là do ngọt hay sao cả nhà. Banana. Ừ, big banana. Ừ, cây chuối to quá kìa cả nhà ơi, em đang chỉ cả nhà cây chuối to quá kìa. Mâm nghe. Đây để Hiền qua thăm thử cái cây này xem có trái nào ok không cả nhà, hiện thấy được vài trái nè. Đây rồi, hôm trước cả nhà chỉ Hiền rồi, có nghĩa là thu hoạch những trái mà nó đã thành trái rồi đó cả nhà. Mà nó to to á. Trời. Nhưng mà hình như cái này á chắc phải trồng vài cây mới đủ ăn, nếu mà muốn làm mứt á, Hiền muốn làm mứt á cả nhà. Cái mứt này nó ngon, nó chua chua ngọt ngọt. Đây trái này nó già rồi nè. Nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Mà theo như cái cách mà làm thì nghĩ cũng không có khó hết cả nhà ha. Đây mấy cái lá này. Ôi mâm nghe. Hả? Áo khoác của con á. Dạ. Cưng quá. Đây cả nhà ơi, ở đây nó cũng còn vài trái to to này nè. Cái này lột ra, thực sự là Hiền thấy ăn á, nó cũng ngon chứ cả nhà, nó chua chua á. Chắc con gái thích ăn chua thì mới thấy ngon, con trai không thích ăn chua thì có thể thấy không ngon, nhưng mà Hiền thì lại thấy ngon nha. Món này Hiền thích, cái lá cũng thích, mà cái bông cũng thích, nốt cái gì Hiền cũng thích. Đây. Yes. Yeah. Banana. Banana. Đây cả nhà, bên đây có mấy cái to nữa nè. Hiền lựa cái to thôi, cái nào mà chưa to. Cái này chưa to lắm thì nó không có được nhiều cái phần thịt bên ngoài để xài cả nhà. Như cái này nó to như vậy nè, sẽ được nhiều thịt hơn. Đây. Cả nhà có thấy hôm nay Hiền có cái bịch này không? Cái bịch này là bịch quế nè cả nhà. Cái lý do mà Hiền có cái bịch này thì hôm nay Hiền sẽ chỉ cho cả nhà biết là Hiền làm cái gì ha. Cái này là bột quế nha. Em này em cứ đi tới đi lui. Ừ mẹ biết rồi. Thì đây là cả nhà thấy Hiền có bịch quế, Hiền sẽ mở ra và Hiền sẽ chỉ cho cả nhà là Hiền làm cái gì với cái bịch quế này ở trong vườn nhà Hiền ha. Thì cái này là Hiền mới học được cái cách này ở trong ở trên mạng Google á cả nhà. Rồi cả nhà nhìn nè em kìa. Đây cả nhà có thể thấy ở đây Hiền có cái bịch quế nè. Hôm nay Hiền muốn chia sẻ với cả nhà một cái bí quyết. Đó là hôm trước á, thì cái cây cây artiso đỏ của Hiền, cây bông bột giấm gì đó, thì nó bị kiến rất là nhiều. Và Hiền đã tìm trên Google. Thì sau khi mà Hiền tìm trên Google, Hiền thấy họ chia sẻ là cái bột quế này là kiến rất ghét hay cả nhà. Cho nên kiến nó sẽ không có đi vòng vòng những cái cây mình rải bột quế này xung quanh. Và cái bột quế này theo như họ nói là cũng cung cấp dinh dưỡng cho cây nữa. Cho nên á, cái cây nào mà bị kiến tấn công và men rệp lên á, thì bây giờ Hiền sẽ rải tiếp thử một lần nữa. Cái lần trước là Hiền thấy có công dụng á, thì cái lần này Hiền sẽ làm tiếp ha cả nhà. Hiền sẽ rải xung quanh cái gốc cây á, xung quanh hết. Đây Hiền thấy kiến nó đang xung quanh đây nè cả nhà. Nhưng mà Hiền mua cái này là hơi mắc, eo ít. Tại vì cái này mình mua theo ký thì nó sẽ rẻ. Cái này ở nước ngoài thông dụng lắm cả nhà, mua theo ký hình như ký gì 10 đồng mười mấy đồng Hiền cũng không biết nữa. Nhưng mà Hiền tính ra chợ Inala đợt tới thì Hiền sẽ mua nhiều để xài. Hay Hiền sẽ rải xung quanh như thế này, bởi vì Hiền không muốn kiến nó ở xung quanh những cái cây này của Hiền nữa. Khi mà cả nhà xịt rệp á, mà cả nhà không đuổi kiến thì nó cũng như không, nó vẫn quay lại ha. Là do kiến nó mang rệp lên mà. Đó, giờ Hiền sẽ xài cái chiêu này nha cả nhà, rải xung quanh lá luôn. Cái bịch này Hiền mua là 1 đồng có 25 gram à, mà tới 1 đồng mấy lần. Mua ở siêu thị thì mắc lắm, phải mua ở chợ người Việt mới rẻ nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ đối với mình thì rất là thơm, nhưng mà đối với kiến thì nó lại ghét mới ghê chứ. Đó, bây giờ Hiền sẽ
hy vọng là nó sẽ không có lên cái cây này của Hiền nữa. Tại vì cái cây này bị nó tấn công khá là nhiều đây. Nó mang những con rẹp lên đây nè. Con ăn cái gì vậy? Con ăn raspberry á hả? Đây cũng là một trong những cây mà kiến nó rất thích tấn công, cho nên Hiền sẽ rải cái bột quế xung quanh nha cả nhà. Nhà có thể thấy Hiền làm nè. Đi đâu cũng có em đệ tử của Hiền hay quá nha. Đi cơ trọ. Yeah, đi cơ trọ. Cái vườn dâu tây cũng rất hay bị kiến tấn công. Hiền đã thấy những cái con rẹp xung quanh rồi, cho nên bây giờ Hiền cũng sẽ rải nó xung quanh. Đây, ở dưới đây là Hiền thấy rẹp nè. Hiền sẽ rải nó xung quanh những cái cây dâu này để cho kiến không còn vô nữa. Dâu cũng hay bị rẹp lắm nha cả nhà. Không phải cây nào kiến nó cũng tấn công đâu, nó lựa cây nó tấn công. Kiến nó cũng bệnh lắm. Cây dâu này đang ra hoa nè. Đây, hồi nãy giờ hai mẹ con chen lấn vô cái vườn dâu này nè cả nhà. Trời ơi, Hiền vô để Hiền bỏ cái bột quế. Mẹ em chen cho Hiền quá trời cả nhà ơi. Đây nè cả nhà. Đây. Bởi vì he không có le che lưới lại là đâu có ăn đâu. Che lưới lại mới bắt đầu có hàng lộ nè cả nhà, thấy không? Đây. Mấy trái này chưa chín nhưng mà để vài bữa nữa sẽ có ăn. Cái trái này cả nhà. Cái trái này Hiền nghĩ nó hơi hùm hùm. Đây cái này là bột quế nha cả nhà. Mà Hiền rải bột quế lên cây blum la luôn. Bởi vì trồng hữu cơ ở nhà thì Hiền luôn muốn tìm những cái cách tự nhiên vậy thôi để mà làm, chứ không có dùng hóa chất trong vườn. Tại mấy này mình ăn mà cả nhà, con mình ăn mà. Đây, cả nhà nhìn nè, ở đây có một trái tuy nó bé nhưng mà gì là ngọt lắm đó cả nhà. Éo một ơi, hôm nay mặc dù chưa có nhiều nhưng mà con cũng bắt đầu có lọc ăn rồi nè. Ý, bên đây dâu nè. Trời ơi, cả nhà ơi, em bay vô tới vườn dâu, đừng có đạp lên cái dâu. Nó con đạp lên nè. Không sao đâu, cây không sao đâu, nó lì lắm. Nhưng mà có điều là Hiền không muốn em quất đạp lên. Đây Hiền thấy nó bắt đầu nó ra trái cũng ok rồi nè. Bởi vì Hiền rải bột quế để cho mấy bà kiến bên đi chỗ khác giùm Hiền cái đi. Má quá cả nhà. Đây, giờ sẽ đem rửa hai trái đầu tiên cho quất nha. Đây có. Đây mẹ sẽ cho con cái trái đỏ này. Mẹ bảo đảm trái đỏ này ngọt nè. Thường thường mấy trái đỏ gì là nó ngọt cực kỳ luôn nè. Đỏ mê rồi đó cả nhà. Có mồi là người ta mê rồi đó cả nhà ơi. Con thấy sao? Ngon không? Yummy. Trái này thì hơi xanh hơn nhưng mà Hiền nghĩ là chua chua ngọt ngọt vẫn ngon. Con ngon không? Con nói dạ. Ngọt là chica. Chica. Hiền nói chica là cái xe đào đất ở bên đây. Thì Hiền phát hiện là có một vài cái bông của bí ngòi nè cả nhà. Đây là bí ngòi xanh ha. Rồi cái trái bí ngòi hôm trước. Trái bí ngòi hôm trước sao vậy ta? Đây. Nó có dấu cắn nhưng mà nó có dấu hiệu là hơi lớn lớn hơn rồi đó cả nhà. Ở bên kia cái vườn ớt hiểm của Hiền nó đang lớn kìa. Nhưng mà nó chưa có già. Hôm hổm Hiền hái nó non quá trời á. Nó không có cay chút nẻo trơn á. Trời ơi. Cả nhà ơi, sao cái cây này lại có dấu hiệu cắn cắn nữa rồi trời. Đó, lúc nào cũng phải ra khám hết trơn á. Yes con. Ở đây có cái trái mướp này nè. Mà Hiền thấy cái dấu hiệu như là không có lớn nữa đâu. Có nhầm trái nó vậy á cả nhà. Nó lớn có tới vậy hà. Còn nhầm trái thì sẽ lớn to thiệt to. Nhầm trái thì sẽ nhỏ nhỏ vậy thôi à. Ở dưới đây Hiền thấy có mấy trái khổ qua rừng nè cả nhà ơi. Đây cả nhà nhìn thấy không? Đúng chất là khổ qua rừng luôn. Năm nay Hiền đâu trồng đâu. Nó tự mọc lại từ cái hạt ở đâu tự mọc lên á. Xong rồi nó tự lên trái luôn nè. Tự biên tự diễn. Và người ăn là Hiền. Elwood ơi, Elwood, Elwood ơi. Con nói đất cho cô chú nghe. Đất. Con móc đất á hả? Dạ. Yeah. Em nói đất á cả nhà nghe không? Bây giờ tiếng Việt Hiền dạy cho nên cũng chịu nghe lắm. Chị nói tiếng Việt lắm. Hiền xin đăng ký hái một vài cái lá xà lách đỏ này. Màu đẹp quá. Hiền mới gieo thêm hạt xà lách rồi đó cả nhà ơi, không biết chừng nào nó mới lên nữa. Hôm hổm Hiền gieo rồi á, hay là Hiền nhớ lộn không biết nữa. Mà không thấy gì hết trơn á, cho nên bây giờ Hiền phải gieo tiếp lại thôi. Đây,
hái một mớ xà lách đỏ. Nhầm lá thì nó đỏ, nhầm cây nó đỏ hoe, đỏ hét. Còn nhầm cây thì nó đỏ hơi hơi, nó có dặm thêm xanh xanh. Ui dạ. Ở bên đây nữa cả nhớ, đây là cái xà lách mà dạng, dạng kêu là ta iceberg gì. Đấy ra đó là dạng dúng. Thì mà để là nó sẽ thành dúng một cái cục tròn vo luôn. Nhưng mà nếu mà dúng như vậy á, cái cả nhà hái một lần một á, ăn nó uổng lắm. Thì không biết ai sao chứ Hiền thì luôn luôn hái được nhiều lần thì sẽ thích nhất. Tại vì mình trồng nó cũng mấy tuần mới lớn cho một cả nhà. Đây, cái thao của Hiền nó có pha trộn với một ít đất nha cả nhà. Nhờ em éo quệt á. Em này em chuyên gia mà trừ. Bây giờ mình sẽ qua cái vườn leo bên đây cả nhà ơi. Hiền đang muốn thu hoạch một ít lá rau má để Hiền xay uống cả nhà. Hiền thấy mùa hè nó nhảy dữ lắm nha. Tới mùa đông cái nó chậm chậm lên rồi đó cả nhà. Rau má hình như là nó thích trời nóng đúng không cả nhà? Hiền là Hiền thấy vậy á. Đây. Nó vẫn lên lá nhưng mà cái lá này nó chậm hơn rồi. Mùa hè nó nhảy giả men luôn. Đã lắm. Cả nhà thấy không, nó nhảy lùm la hết trơn á. Ngày xưa Hiền mua là mấy đôn bịch ta, 4-5 đôn bịch á. Giờ nó nhảy lùm la vườn hết trơn rồi nè. Khỏi cần mua. Khỏi cần mua nữa. Mâm. Mâm nghe. Yay. Ông Chris ổng nói với Hiền là ổng đang muốn ăn cái chế độ ăn kiêng gì đó để sống lâu gì á cả nhà, là ăn 1:30 trưa là ổng dừng ăn. Ông hỏi Hiền là Hiền có theo không, có nghĩa là mười mấy tiếng đồng hồ không ăn gì cả. Cái đó Hiền thấy giống chế độ ăn kiêng giảm cân quá ta. Thì ổng nói ổng muốn sống lâu cho nên ổng muốn ăn kiêng như thế đó cả nhà. Cả nhà có nghe thấy cái chế độ ăn kiêng đó bao giờ chưa? Bình luận cho Hiền biết với. Con làm gì vậy? Ừ, em nói đất á cả nhà nghe không? Em nói tiếng Việt đó. Ý em nói là em đang chơi với đất á. Này. Thấy mới vô xay rau má uống. Tự nhiên cái hồi tối, buổi tối mà Hiền thèm ba cái xương xăm xương xáo. Mà cái xương xăm vườn nhà Hiền á cả nhà, nó chưa có lớn, hầm hầm Hiền dời nó đi á, cái nó chưa có lớn nữa. Mình phải chờ cho nó lớn, chưa lớn mà cho nên á ha, Hiền phải cũng may là ở nhà có xương sáo hộp. Cái Hiền lấy xương sáo hộp, Hiền đem ra quậy uống ban đêm. Ban đêm mà nó thèm, Hiền chuyên gia ăn đêm cả nhà. Bởi vì cái bụng nó phình lên. Ở đây Hiền xin mời cả nhà thu hoạch một mớ rau thơm với Hiền nha. Đây là mấy cây rau thơm nè. Hiền thì Hiền mê rau thơm hơn là rau húng lủi nha cả nhà. Hiền thích rau thơm hơn là rau húng lủi. Trong vườn là luôn luôn phải có rau thơm cho Hiền. Cũng một thời gian Hiền mới lấy giống được. Nhưng mà cái này lúc trước Hiền lấy giống là Hiền cố gắng mua ở chợ người Việt mình đó. Sau đó Hiền lấy cái thân Hiền dâm xuống Hiền trồng. Nhưng mà theo như Hiền biết, cả nhà có thể đi chợ châu Á, chợ người Việt á, người ta có bán nhiều lắm. Cho nên làm theo cách của Hiền là hơi bị làm khó à. Là lúc đó Hiền không biết. Chứ mình vô forum á, người Việt họ bán những cái loại rau này nhiều lắm cả nhà. Đừng có làm như Hiền mắc công hơn, lâu hơn á. Họ bán trong chậu sẵn cả nhà chỉ việc đem về trồng rồi nhanh hơn á. Nhanh hơn của cách của Hiền. Lúc đó hay lúa không biết cả nhà. Đây cả nhà, Hiền sẽ thua. Ủa quên, cập nhật cho cả nhà thấy hôm hổm là Hiền gieo mấy cái hạt của cái trái đậu này là đậu màu vàng ha. Thì hôm nay Hiền thấy nó lên rồi nè. Nó lên dây, nó cũng chuẩn bị leo lên nè. Còn này là đậu màu tím á cả nhà. Thì cái đậu này không hề nó leo nên cũng được tới đây. Hiền cố gắng để cho nó đừng có leo qua bên nhà là hàng xóm á. Nhưng mà bây giờ nó chuẩn bị vô mùa đông á, cho nên cái cây măng tây nó cũng chậm lại cả nhà thấy không. Nó không có lên mấy cái chồi mới nữa. Nó chỉ có những cái thân cũ để nó phát triển cái phần rễ lên thôi. Elwood. Đây mấy cái lá rau má này là nó mọc ở dưới nè cả nhà thấy không. Đây là nó mọc ở dưới cái phần ngoài phần vườn của tụi mình nè. Đây là dưới đất nè. Đây là nơi mà cỏ chuyên mọc nè. Có thì thà mọc rau má còn hơn mọc cỏ hết cả nhà. Có ăn. Đây.
Quá đã, quá đã. Đây, có em sâu nè, Hiền sẽ đi xử lý ngay và luôn. Có cái mớ rau mé non mới mọc nè, để Hiền cho nó cao cao hơn cái một hai bữa nữa, hai ba bữa nữa Hiền thu hoạch tiếp ăn. Thấy bớt cái mớ rau răm cả nhà ơi, nó cao quá trời cao luôn rồi nè. Quá chừng luôn. Trời, nếu mà ăn cái chế độ ăn kiêng đó mà tới 16 tiếng mới được ăn nữa, trời ơi, vậy sao chịu nổi cả nhà. Sao đặng, Hiền là chuyên gia ăn đêm mà Hiền nghe thầy Thích Trí Quảng giảng hình như ăn đêm không có tốt, nó rất tồi tệ cho sức khỏe, cho nên nếu mà ai mà không ăn đêm thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe nha. Đây Hiền sẽ thu hoạch thêm cái mớ cải thìa. Thu hoạch xong rồi cái mình mới gom để vô rổ cả nhà. Đây, wow, ngon quá. Có khi một chùm vậy tới 3 cây là nghe cả nhà. Lúc đó Hiền mua cải thìa này là Hiền mua cây giống chứ Hiền không có gieo hạt ha. Ôi ôi, nó mập, nó u nè cả nhà nhìn nè. Ở trong tiệm bán là nó ốm hơn cây của Hiền rồi ta ơi. Cỡ này nè, cỡ này hạt nhỏ hơn tí. Quá đã, quá đã. Yeah. Mình cứ đi tới đi lui, em đào đất. Con nít mà, cho ra vườn để cho hệ miễn dịch nó tăng lên. Cả nhà thấy nó cái bẹ nó to dễ sợ không cả nhà? Trời đất ơi, coi nè. Quá trình cái bẹ luôn nè. Đó. Thấy cái cải ghê. Nghe nó vui tai á cả nhà. Cái gì vậy con? Ôi ôi, quá đã, quá đã. À, có chị hỏi Hiền là trồng rau cải thìa đồ sao mà nó tốt, chia sẻ bí quyết thì Hiền cũng có nói rồi cả nhà ơi. Hiền cũng xài phân gà với lại cái black and bone, là cái đó là cái bột của xương động vật á, nên Hiền cũng chỉ xài có nhiêu thôi cả nhà. Cái năm đầu tiên Hiền không có xài black and bone luôn á, mà rau nó cũng ú à, chủ yếu là mình ra mình chăm thường xuyên đó cả nhà. Mình bắt sâu bệnh á, tại vì mấy cải này dễ bị sâu bệnh lắm nha cả nhà, chỉ cần để cho sâu bệnh mà nó tấn công được á là nó ăn hết. Cái đợt đó cái trong cái bụi này Hiền cũng bị sâu bệnh và Hiền đã bắt kịp thời á. Oh no. Xin chào cả nhà, cái này là em Quỳnh, em đang chơi Lego của em là cả nhà. Hồi nãy giờ em xây cái bàn Lego của em xong, bây giờ em xả ra hết rồi. Ôi trời, chịu nổi không? Good boy. Con giỏi quá. Trời ơi, hết luôn á hả? Ngã hết rồi hả con? Yeah. Yeah, con làm ngã hả? Yeah. Giỏi vậy. Gáp sao mà làm ngã phải không con? Ở giờ coi tivi hả? Chán rồi hả? Giờ muốn coi tivi hả? Yeah. Con nói hello. Con rắn, ý em nói con rắn á, cả nhà con rắn tạo cái âm thanh. Con nói hello. Cả nhà. Cả nhà. Con yêu. Cả nhà. Giỏi quá. Quay qua đây, hung gió cái chục. Hung gió cả nhà cái chục đi. Hung. Cái chục. Ôi trời đất ơi. Trời. Chừng quá cả nhà ơi. Rồi mở tivi ha. Dạ. Con nói yêu mẹ. Giỏi quá.